đêm hoan ca mừng sinh nhật Đức Mẹ tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, các nghị sĩ trẻ Công giáo Hà Nội tổ chức buổi hòa nhạc với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, hát mừng và ngợi khen suy tôn Mẹ Maria. Đúng 20 giờ thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018, đêm thánh nhạc mừng sinh nhật Đức Mẹ diễn ra với sự hiện diện của cha xứ Anton Nguyễn Văn Thắng, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Khai mạc đêm thánh nhạc, cha xứ Anton vui mừng thay mặt giáo xứ chính tòa trân trọng gửi lời chào nồng nhiệt tới anh chị em nghệ sĩ và cộng đoàn tham dự. Cha cảm ơn đặc biệt đến các nghệ sĩ, dàn hợp xướng trẻ Công giáo và ban kèn Gregorio, giáo xứ Nam Dư đã có sáng kiến tổ chức đêm hòa nhạc tại giáo xứ chính tòa. Những bài hát của đêm thánh nhạc còn diễn tả Mẹ tuyệt mỹ dường bao, không một phụ nữ nào trên trần gian có thể sánh bằng Mẹ. Mẹ đau xót chứng kiến sự vô cảm và tội lỗi mà nhân loại lầm than. Mẹ luôn chờ đợi mỗi chúng ta trở về và ra tay cứu giúp. Mừng sinh nhật Mẹ cũng chính là ngày mừng sinh nhật ơn cứu rỗi của toàn thể nhân loại. Đại diện tòa thánh đến Việt Nam. Tối ngày 9 tháng 9 năm 2018, Đức Tổng giám mục Marie Zelinsky, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú tòa thánh tại Việt Nam, đã đến tòa Tổng giám mục Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, đã cùng Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, quý linh mục và tu sĩ đại diện tòa Tổng giám mục chào đón vị tân đại diện. Đức cha Marie Zelinsky đã được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm sứ thần tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, ngài đã đến nhận nhiệm sở tại Singapore. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam chính thức lần đầu tiên từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9, Đức Tổng giám mục Zelinsky sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội lúc 18 giờ ngày 11 tháng 9 và gặp linh mục đoàn của Tổng giáo phận. Ngày 12 tháng 9, quý đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội sẽ đến chào vị tân đại diện tại tòa Tổng giám mục. Chiều ngày 13 tháng 9, Đức Tổng giám mục Zelinsky sẽ đến thăm và nói chuyện tại Đại chủng viện Hà Nội. Sau chuyến đi đầu tiên này, Đức Tổng giám mục Marie Zelinsky sẽ trở lại Việt Nam nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2018. Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier khai giảng năm học mới 2018-2019 tiếp tục dấn bước với lòng tri ân. Năm học mới 2018-2019 của Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier được khai giảng trong một thời khắc đặc biệt. Đó là kỷ niệm 30 năm Đại chủng viện được mở cửa trở lại và mừng 140 năm kể từ ngày thành lập. Khoảng thời gian 30 năm so với một đời người không phải là dài, nhưng đối với Đại chủng viện, đó là một khoảng thời gian đông đầy ân phúc của Thiên Chúa qua bề trên giáo phận và bao tấm lòng vàng. 147 chúng sinh thành viên của gia đình Đại chủng viện đã tập trung đông đủ tại hội trường nhà đa năng. Ngoài quý cha trong ban giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo nội trú và ngoại trú, gia đình Đại chủng viện còn được chào đón cha Bernardo Trần Xuân Thùy, quản lý Tổng giám mục giáo phận, cha Jacobe Nguyễn Kim Đồng, giám đốc tiền chủng viện xã Đoài, cùng 40 anh em tiền chủng sinh về tham dự thánh lễ khai giảng. Chương trình khai giảng năm học mới được mở đầu với diễn văn khai giảng của cha Jacobe Nguyễn Khắc Bá, giám đốc Đại chủng viện. Chương trình lễ khai giảng tiếp tục với bài tóm tắt nội dung kỳ thường huấn các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại giáo phận Xuân Lộc vào tháng 7 năm 2018 vừa qua của cha giáo Jacobe Hoàng Đông Dương. Lễ khai giảng năm học mới khép lại với phần ra mắt của thầy trưởng tràng Jacobe Lê Quốc Hưng cùng 18 thầy trưởng ban đại diện cho chúng sinh đoàn trong niên khóa 2018-2019. Đại diện chúng sinh đoàn cũng nói lên tâm tình tri ân và lòng quyết tâm gửi đến quý cha giáo trong một niên khóa mới, hy vọng trổ sinh nhiều hoa trái. Tất cả những tâm tình và lòng quyết tâm ấy được tiếp tục, được kết dệt thành của lễ trong thánh lễ mừng kính sinh nhật Đức Mẹ và cũng là lễ tạ ơn và cầu nguyện cho năm học mới tại nguyện đường của Đại chủng viện. Giáo xứ Xuân Đường, giáo phận Xuân Lộc cùng Đức Mẹ Fatima Thánh Du. Ngày 8 tháng 9 năm 2018, cầm đường chiều nay mưa tầm tã, mưa như chút nước nhưng cũng không làm chùn bước chân của đoàn dân giáo xứ Xuân Đường đi đón mẹ về. Đoàn xe đi trong mưa thẳng tiến về một giáo xứ nhỏ bé mới thành lập
cách hơn 15 km ở giữa rừng cao su của nông trường cao su Cẩm Đường, giáo xứ Thừa Ân. Một giáo xứ còn nghèo, dân ít, nhà thưa, nhà thờ nhỏ bé. Giây phút chuyển trao thánh tượng, thật cảm động. Người dân nơi đây lưu luyến không muốn rời mẹ. Đoàn con giáo xứ Xuân Đường lại hân hoan đón mẹ, mừng vui xen lẫn những lưu luyến phút chia tay. Đoàn rước đi được một quãng đường, trời lại đổ mưa tầm tã. Nhưng lạ thay, vừa về đến giáo xứ trời lại tạnh mưa để cho con cái mẹ ra chào mừng mẹ. Niềm mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực, niềm vui lộ rõ trên nét mặt từng người dân trong giáo xứ Xuân Đường. Sau nghi thức chào đón mẹ, đoàn rước tiến vào thánh đường, dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và tôn vinh mẹ. Một sự trùng hợp, hôm nay lại là sinh nhật mẹ. Nhờ vào việc mẹ Fatima Thánh Du hôm nay hoáng cải những tâm hồn khô khan nguội lạnh, được trở về cùng Chúa, cùng làm những chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa trên mọi nơi trong giáo xứ và các vùng lân cận.